Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đi chiêm ngưỡng bộ da cá nhám voi lớn nhất Việt Nam nha. Ở đây là thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu thì được tách ra từ tỉnh Bình Hải vào năm 1997. Năm 97 là năm cơn bão số 5 Linda, cho nên cột mốc này thì tất cả mọi người đều rất là dễ nhớ nha. Miếu Bà Thiên Hậu Lăng Ông Nam Hải Gành Hào. Ở khuôn viên Lăng Ông này thì từ trước đến nay vẫn thờ hai chủ đề là Ông Nam Hải và bên Đạo Phật cùng với một số thần linh khác. Ở khu tâm linh này thì cũng có hơn 100 năm tuổi. Nhìn ở bên trong khuôn viên thì rất là rộng nhưng vẫn không có trồng cây sinh cảnh. Để những ngày lễ hội mà có số lượng người đông sẽ thông thoáng hơn. Còn căn nhà này là nơi bảo quản bộ da các ông nha. Căn nhà này được xây dựng ở giữa sân để khách tham quan đi vào bên trong ngắm bộ da các ông có thể thuận tiện dễ dàng hơn. Bộ da cá nhám ông ở Gành Hào này thì nổi bật nhất so với các lăng ông khác nha. Tất cả những nơi khác thì họ thờ xương hài cốt, còn ở Gành Hào này thì lại là thờ bộ da. Tại vì giống cá nhám voi này chỉ có xương sụn, không có xương nha cả nhà. Giống cá nhám này thì thuộc về họ cá voi, gọi là cá mập voi hay là cá nhám voi thì cũng được nha. Còn những người mà tín ngưỡng thì họ gọi là cá nhám ông hoặc là ông Nam Hải thì cũng được. Ở hướng này là mặt đông nha. Lăng ông này thì có đến hai cổng. Cổng này thì đi ra đường D cặp mé bãi biển. Biển ở vùng này thì đất phù sa không, cho nên không có công ty nào khai thác về tiềm năng tắm biển. Nhà trưng bày bộ da cá ông. Nhìn căn nhà này thì rộng thênh thang luôn, mà chỉ dành riêng cho việc bảo quản bộ da cá nhám ông thôi. À, trời, nhìn thấy miệng cá này rộng bề ngang đến hơn 2 mét luôn nha. Nhìn về màu sắc của bộ da này thì vẫn giữ nguyên bản của màu sắc tự nhiên nha, chứ không có là thêm một chất liệu gì khác. Cá này nặng đến 13 tấn mà con mắt thì nó rất là nhỏ luôn nha, chỉ bằng cái khu chén ăn cơm thôi. Loại cá nhám này thì mắt nó rất nhỏ, cho nên người dân đi biển thường hay gọi là cá nhám hí. Này là bản ghi chú tên gọi cá nhám voi hay cá mập voi. Loài cá mập thuộc lớp xương sụn. Tên dân gian là cá ông. Kích cỡ dài 9,7 m, vòng bụng trên 5 m, nặng khoảng 13 tấn. Ông nhám lụy ngoài biển khơi do ngư dân thị trấn Gành Hào phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 2010. Bộ da cá này thì nhờ Viện Hải Dương Học Nha Trang ướp sát bảo quản nha. Tính ra cách đây cũng 14 năm. Này là phần mang hai bên, 1, 2, 3. Mỗi bên là có đến 5 lỗ mang như này. Bộ da này thì rất là nguyên vẹn, vẫn còn đầy đủ và chi tiết luôn nha. Này là di trước hai bên hông nha, gọi là phây cũng được. Di này thì có chiều ngang chắc cũng khoảng cả 2 m. Nhìn cá nhám voi này thì cũng giống y hệt như là cá nhám hí nha, chỉ có khác nhau ở phần đuôi thôi. Thấy ở đây cũng có mấy ông Nam Hải nhỏ nhỏ nè. Ông Nam này mới chín gốc là cá heo cả nhà. Ông này chỉ khoảng chừng hơn 100 kg thôi. Về màu sắc thì vẫn được giữ nguyên bản nha. Cá này phơi khô rồi mà vẫn là giữ được độ mềm dẻo chứ không có cứng. Nhìn mấy gì ở trên lưng này có chiều cao cũng cả gần mét, quá trời bự luôn.
Loại cá nhám voi này thì là đuôi cá nha, còn các loại cá nhám bình thường mà mình ăn thịt thì là đuôi nó nhỏ dần dần giống như đuôi con lươn cả nhà. Đuôi cá này mà căng thẳng ra thì bề ngang có khoảng cỡ 4 mét. Được ướp sát phơi khô mà vẫn mềm chứ không có cứng lắm. Nhìn ở bên này thì cũng có cá voi cũng khoảng chừng hơn 100 kg nữa nha. Cá voi mà hơn 100 kg thì chỉ khoảng chừng 1-2 năm tuổi thôi, vì gì mới đẻ ra thì đã lên đến 50-70 kg rồi. Ốc Nam này thì vẫn giữ nguyên màu sắc tự nhiên nha. Cá này hơn 100 kg mà răng nó giống như răng chuột nhỏ nhỏ thôi. Bộ da này là phơi khô nó giật lại chứ còn nếu mà còn tươi thì còn bự hơn nữa nha. Quá trời luôn, miệng này ngang hơn 2 mét, 2 mét mấy. Ở trong tổ kiến này thì cũng có một ông nam chắc chừng 50-70 kg quá. Cá này thì cá mẹ sanh ra chắc chừng vài tháng rồi. Ở căn nhà này thì chỉ để bảo quản bộ da cá nhím ong thôi, chứ còn lăng ong Nam Hải thì thờ riêng nha. Nhà này thì chỉ mới là xây dựng vào năm 2010 thôi. Mình sẽ trở ra bên ngoài và tiếp tục viếng lăng ông cùng với miếu bà Thiên Hậu nha. Những ngày mới thành lập thì ở đây chỉ có lăng ông Nam Hải cùng với là miếu thờ bà Thiên Hậu thôi. Còn khu thờ bên Đạo Phật thì cũng mới được là mở rộng xây dựng sau này thôi. Còn lễ nghinh ông ở Cành Hào này thì được tổ chức vào ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 3 hàng năm nha. Căn nhà lăng ông ở tại vị trí này thì có mặt ở đây khoảng hơn 100 năm cả nhà. Người dân làm nghề trên biển thì họ rất là sùng bái tín ngưỡng về ông Nam Hải. Theo quan niệm thì họ cho rằng ông Nam Hải luôn phù hộ độ mạng những lúc tàu thuyền khi bị nạn trên biển. Nhìn các phương tiện trên con tàu mini này thì là ghe cào nha. Ở Gành Hào từ năm 2000 trở về trước thì người dân chỉ làm duy nhất chỉ có một nghề ghe cào thôi, còn chuyển đổi các ngành nghề khác thì trong thời gian sau này. Các bộ xương của ông Nam ở đây thì được bảo quản rất là chu đáo. Theo được xác định thì mấy bộ xương cá ông Nam này có mặt ở đây khoảng 100 năm.
Ở đây thì có rất là nhiều xương khác nhau, nhưng xương thì không có còn đầy đủ lắm nha. Nhìn ở bên này thì có đến hai bộ xương. Xương này thì ông Nam rất là lớn luôn, nhưng mà phần xương thì còn không có nhiều lắm. À, dụng cụ này là phương tiện công cụ để sử dụng vào những ngày lễ hội nha. Và phần hình ảnh còn lại thì chỉ liên quan đến vấn đề đạo Phật thôi. Chúc cả nhà xem qua phần còn lại vui vẻ. Hẹn gặp lại video sau.